Bản tin 24 giờ xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Tình hình lũ lụt Trung Quốc đang rất nóng hiện nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm chính. Thưa quý vị, mưa to dữ dội, lũ quét liên tục ập về khiến truyền thông của Trung Quốc ám chỉ đập Tam Hiệp sắp vỡ. Nhiều tuyến đê bao quanh sông Dương Tử vỡ bất kỳ lúc nào. Cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình vô cùng run sợ. Một điều không lành sắp xảy ra và nhiều khả năng con đập Tam Hiệp lớn nhất của Trung Quốc sẽ bị vỡ. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc đêm hôm qua đã bất ngờ nói lời cay đắng với con đập Tam Hiệp khi ám chỉ rằng con đập lớn nhất của Trung Quốc sẽ bị vỡ lên tới 95,6%. Truyền thông Trung Quốc cho rằng lũ quét từ thượng nguồn sông Dương Tử liên tục đổ về trong những ngày gần đây và nhiều khả năng cao lũ ống cũng xuất hiện tràn về vì mưa to xối xả vẫn không ngừng trút xuống từ trên trời rơi xuống đất của Trung Quốc. Đứng trước nguy cơ nguy hiểm và cấp bách kể trên, hiện chính quyền ông Tập Cận Bình đã phát động 5 tiểu đoàn quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc tăng cường túc trực 24/24 giờ để bảo vệ con đập Tam Hiệp, phòng nguy cơ bất chắc xảy ra. Cơ quan bảo vệ đê điều của Trung Quốc đã cảnh báo đối với người dân cũng như chính quyền địa phương rằng khả năng cao mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra, nước sông dâng cao rất nhanh. Vì thế, đề phòng lũ quét, sạt lở, lũ ống và nhất là động đất sóng thần. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, nước này đang trải qua những trận mưa lũ động đất kỷ lục trong lịch sử loài người. Chưa từng thấy một đất nước nào trên thế giới mà lượng mưa đo lên tới 500 mm/giờ, theo các nhà quan sát cho biết. Tổng cộng, Trung Quốc có 31 tỉnh và thành phố, thì đã có tới 28 tỉnh thành phố bị nhấn chìm trong nước lũ. Những ngôi nhà xây cao tới 10 tầng, bây giờ chỉ còn có tầng trên cùng là không bị ngập. Theo một thống kê mới nhất gần đây cho thấy, hàng ngàn ô tô đã bị lũ cuốn trôi. Có tới 135 triệu người dân của Trung Quốc phải đi sơ tán khẩn cấp. 3.798 ngôi nhà bị bung và tốc mái. 6.315 căn nhà bị lũ cuốn trôi. 15.679 nhà bị hư hỏng nặng. 3 tuyến đê bao bị vỡ. Hàng ngàn hecta nuôi cá bị cuốn đi mất, đường xá cầu cống bị nhấn chìm, các khu di tích lịch sử, khu du lịch nổi tiếng cũng đã bị chết chìm trong mực nước lũ và toàn bộ cây trái hoa màu bị tàn phá nặng nề, thiệt hại lên tới 99 tỷ nhân dân tệ. Điều này đã khiến cho Trung Quốc đang hết sức là tang thương và điêu đứng. Mẹ thiên nhiên được cho là vẫn đang tiếp tục ra tay trừng trị Trung Quốc. Hiện chính quyền của ông Tập đang rất lo sợ vì điều chẳng lành sẽ xảy ra trong những ngày gần đây. Động đất, sóng thần, núi lửa, lũ quét, lũ ống cũng như là mưa to không ngừng rơi xuống phía Trung Quốc. Bất chấp những nguy hiểm đó, người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình được cho là đã kêu rất to câu trời đã hại Trung Quốc rồi. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nếu không muốn bị mẹ thiên nhiên và ông trời ra tay trừng phạt thì ông Tập nên ngồi cầu nguyện sám hối, ăn năn hối cải ngay lập tức. Nếu không, Trung Quốc sẽ tiếp tục bị nhấn chìm trong nước lũ. Thưa quý vị, theo các nhà chuyên nghiên cứu về lịch sử, kinh tế, chính trị của Trung Quốc cho biết, tất cả những điều tồi tệ và những điều xấu kể trên đang nhấn chìm Trung Quốc đều do một người gây ra, đó là người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Các nhà phân tích nói rằng, nếu như trong thời gian tới, phía Trung Quốc còn đem hải quân, đem tên lửa, vũ khí, đem tàu chiến ra ngoài Biển Đông để gây áp lực, gây chiến với các nước xung quanh mình thì tất yếu mẹ thiên nhiên sẽ ra tay trừng trị. Hiện tại thì chính quyền ông Tập Cận Bình được cho là đã giúp một số giàn khoan và tàu chiến vào đài Hải Nam của phía Trung Quốc để trú ẩn, nhằm vớt vát lại những gì mà thiên nhiên đang gây ra cho phía Trung Quốc. Hình như ông Tập đã biết lỗi của mình và đã dính đòn đau từ mẹ thiên nhiên trừng phạt, cho nên ông ta đã rút toàn bộ tàu chiến ra khỏi Biển Đông, không đi quấy nhiễu quấy phá các hoạt động đánh bắt thủy sản và khai thác dầu khí nữa. Nhưng các nhà phân tích cũng nhấn mạnh rằng nếu như trong một vài tuần tới mà phía Trung Quốc vẫn tiếp tục đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực thì Bắc Kinh sẽ còn nhận rất nhiều điều tồi tệ khác sẽ xảy ra. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất xấu khi hôm qua tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc, đã đưa ra cảnh báo đỏ nói rằng hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc sắp bị tràn bờ. Tờ báo Trung Quốc cho biết nhà chức trách tỉnh Giang Tây miền Nam của Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lũ lên cấp cao nhất và cảnh báo hồ nước ngọt lớn nhất của nước này cũng như là lớn nhất trên thế giới sắp tràn bờ, và đây chính là một tín hiệu rất xấu cho chính quyền ông Tập. Tờ báo nói rằng chính quyền tỉnh Giang Tây đã nâng mức ứng phó từ cấp 2 lên cấp 1, mức cảnh báo cao nhất trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều ngày vừa qua. Và theo hãng tin Reuters, cấp ứng phó này đã cảnh báo các thảm họa như vỡ đập hoặc lũ lớn có nguy cơ xảy ra đồng loạt tại nhiều con sông thuộc nhánh sông Dương Tử. Trước đó thì đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV nói rằng chính quyền nhiều địa phương cũng ra cảnh báo đỏ
ở các khu vực quanh Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc thuộc tỉnh Giang Tây, cũng đã bị ngập nặng và mực nước trong hồ đã vượt mức cảnh báo đỏ lên tới 4 mét. Đây là mực nước chưa từng thấy trong lịch sử hồ nước ngọt lớn nhất ở khu Dương Tử này. Vào tối ngày hôm kia, mưa lớn tiếp tục xảy ra, đẩy mực nước trên sông Dương Tử đoạn chảy qua huyện Bà Dương và con đập Tam Hiệp tiếp tục vượt mức báo động đỏ lên tới 3-4 mét, vượt mức kỷ lục được ghi nhận trong trận lũ lịch sử lớn nhất vào năm 1998. Trận lũ đó đã cướp đi 3.000 sinh mạng của dân Trung Quốc. Chính quyền huyện Giang Châu, một cù lao trên sông Dương Tử, đã kêu gọi người dân từ 18 tới 60 tuổi hỗ trợ công tác phòng chống bão lũ vì thiếu nhân lực gia cố các con đập và các tuyến đê. Cũng trong ngày hôm qua, Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lũ cấp 3 và cảnh báo mưa lớn tại nhiều tỉnh như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hồ Nam, Vũ Hán. Trong những ngày cuối tuần, Trung tâm khuyến cáo các địa phương phải cảnh giác cao độ với lũ quét, sạt lở, động đất, lũ bùn, kêu gọi tránh các hoạt động ngoài trời. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Giang Tô, đồng bằng sông Dương Tử phát cảnh báo lũ cấp 4. Mức độ báo động đỏ trước đó thì Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho hay đã có tới 141 người chết và mất tích. 30,2 triệu người đã bị ảnh hưởng do lũ lụt ở 27 khu cấp tỉnh, hơn 1,7 triệu người phải sơ tán khẩn cấp. 22.000 ngôi nhà đã bị đánh sập với thiệt hại trực tiếp lên tới 105 tỷ nhân dân tệ, tương ứng với khoảng 11 tỷ đô la Mỹ. Và đây là một trong những con số thiệt hại khủng khiếp nhất trong lịch sử bị thiên nhiên tàn phá. Nhiều ý kiến cho rằng, trong những ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9 tới, lượng mưa to đến rất to còn ảnh hưởng trực tiếp tới 31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc. Tờ báo quốc tế cho biết, đợt mưa to mới gây thêm lũ lụt dọc sông Dương Tử, nơi có con đập Tam Hiệp gắn ngang, khiến hàng trăm ngàn người phải sơ tán khẩn cấp ở hai tỉnh An Huy và Giang Tây. Nhiều khu vực thuộc 7 tỉnh dọc sông Dương Tử hứng chịu đợt mưa to. Và đây là một trong những đợt mưa xối xả nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Đợt mưa lũ đầu tiên tấn công vào nhiều khu vực ở tỉnh Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Hồ Bắc, khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán ngay trong đêm. Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, trích dẫn lời ông Bao Trấn Phong, trợ lý giám đốc trung tâm liên lạc và điều phối hạ tầng con đập Tam Hiệp, ông này nói rằng bác bỏ suy đoán về việc xả lũ ở đập Tam Hiệp được xây trên sông Dương Tử, đoạn chảy qua thị trấn Tam Đảo Bình thuộc tỉnh Hồ Bắc, gây ra lũ lụt tại thành phố và nhiều khu vực lân cận. Ông Phong cho rằng một số thành phố bị ngập nặng sau khi các trận mưa to đánh bại hệ thống thoát nước ở những địa phương đó, chứ không phải do lũ từ con sông Dương Tử hay việc xả lũ từ đập Tam Hiệp. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc, mưa to sẽ tiếp tục chút xuống khu vực phía nam của nước này trong 1 đến 2 tuần tới và nguy cơ ngập lụt lên tới 95%. Đề nghị các cơ quan ban ngành cũng như người dân phải hết sức cảnh giác và đề phòng. Theo các chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc cho biết, hiện mực nước trên 300 con sông lớn bé của Trung Quốc đang vượt mức báo động đỏ từ 2-4 mét và nguy cơ nước dâng cao sẽ còn tiếp tục trong một vài ngày tới. Bởi vì bầu trời thì liên tục u ám và đen tối dẫn tới cơn mưa to tiếp tục chút xuống các con sông của Trung Quốc và nguy cơ vỡ con đập Tam Hiệp là rất lớn. Và các tin tức liên quan tới tình hình mưa lũ tại Trung Quốc chúng tôi liên tục cập nhật và gửi cho quý vị khi có thông tin chính xác nhất và mới nhất. Còn chương trình này chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like, share và nhấn chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những bản tin tiếp theo của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.